chân, dẫu biết chân tình chưa đủ lớn, còn dang dở ngậm đắng nuốt cay. Anh sợ mình chẳng thể nắm tay, phải vung vẩy đi cách đứng dậy. Sao khó vậy? Anh dành cả tương lai, nhưng em phải lòng yêu ai? Sao gặp anh em phải tỏ ra ngần ngại? Anh lùi lại một bước, ngẩn ngơ nhìn người thân thương, học thành đôi uyên ương xanh bước trên đường. Chẳng muốn làm chi nên anh chọn tim quanh đầu bước đi, dành cho thân giấc người trao mà em đã ngỡ là sao? Dừng lại anh cũng đau lắm, nhưng anh không muốn mình phải vẫn thương, và anh cũng biết định hướng người em thương anh thôi nhận nhường kỷ niệm anh. Phiên bản rất là mộc mạc qua giọng ca của Hoàng Lượng, drummer là Dursil, và tôi vẫn là Xuân Đức, và giới thiệu với các bạn cây đàn vừa chơi trong clip không hề có EQ nhé, đánh mộc 100%, sản phẩm guitar King 2 Plus phiên bản năm 2024, mặt tốt là gỗ thông nguyên tấm, eo lưng là gỗ quang và sơn bóng 8 nữa các bạn nhé. Sản phẩm này đang được phân phối độc quyền tại hệ thống nhạc cụ Kim Music và được bảo hành trong vòng 3 năm, tặng kèm combo full phụ kiện và lỗi một được một trong vòng 7 ngày. Được không? Chốt. Chốt luôn. Yeah. Giảm 50%. Nhanh nhanh. Khi bán anh em.